Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Có vui không? Riêng cá nhân của tôi rất là vui. Amen. Vì năm mới là một động lực để thách thức tôi tiếp tục phục vụ Chúa. Và tôi tin quý anh bạn chị em cũng nhận động lực này. Amen. Có nhiều hứa hẹn của chúng ta cho năm mới. Thí dụ tôi có cậu học trò ngày hôm qua gọi điện cho tôi rằng là bố ơi, bố giúp con đi, sau Tết con sẽ đám cưới. Và tôi giật mình, tôi nói gì? Con nói cuối năm mà. Nói dạ không, sau Tết. Và đó cũng là một cái sự hứa hẹn cho dân sự của Chúa với một năm mới. Amen. Thì đối với Chúa cũng vậy, Chúa muốn chúng ta bước vào năm mới sẽ thấy nhiều điều lạ lùng mà Chúa sẽ làm cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta nhìn lên trên tấm phong này, chúng ta sẽ thấy rất là lớn, phải không? Với câu tiếng Anh đó là We wish you a happy new year. Đó là lời chúc mừng năm mới giữa tôi, giữa chúng ta và các bạn. Amen. Amen không ạ? Giữa hội thánh và cá nhân ai đó. Rồi ta bước vào một năm mới tràn đầy phước hạnh của Chúa. Nhưng tôi muốn chúng ta tập trung vào câu kinh thánh ở trên. Và tôi muốn cả hội thánh đọc chung câu kinh thánh này. Chúng ta bắt đầu được không? Chúng ta bắt đầu được không? Chúng ta bắt đầu. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9 và câu 10. Và tôi tin đó là câu kinh thánh này không ai trong chúng ta mà lại không biết. Bởi vì nằm trong cái lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu dạy, chúng ta thấy là cái tựa bài cầu nguyện chung không có ở trong kinh thánh. Và đây là cái bài cầu nguyện mẫu mà Chúa Giê-xu dạy. Amen. Và bên Thiên Chúa Giáo thì người ta gọi là Kinh Lạy Cha. Nhưng mà trong Kinh Thánh cũng không có nói Kinh Lạy Cha. Nhưng mà nếu ta đọc nguyên cái đoạn chính đó, thì Chúa Giê-xu nói như thế này này: khi các ngươi cầu nguyện hãy nói như vậy, hay là nói như vậy, đó là Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha, đó là bản dịch cũ. Còn bản truyền thống hiệu đính là vương quốc Cha được đến, ở đất như ở trời. Và tôi có một thói quen là chuẩn bị kết thúc một năm cũ thì có bận cỡ nào tôi cũng phải dành thời gian để bước vào sự kiện cầu nguyện với Chúa. Làm gì? Không phải để tôi ở đó thanh tẩy, không phải chỉ ở đó tôi được cầu nguyện với Chúa mà thôi, nhưng tôi phải nhận lời từ Chúa. Vì Phaolô đã khuyên cậu học trò của mình là mục sư rất là trẻ, đó là Timôthê, đó là được nuôi mình bằng những lời đức tin. Amen. Amen không ạ? Tôi không biết anh em như thế nào, còn tôi thì những ngày qua khi tôi ở trong chỗ của sự cầu nguyện, có nhiều cái khó khăn đang chờ đợi tôi trước mắt. Có việc của trung tâm giải cứu của hội thánh, nhiều điều nan giải. Và không ai có thể cho tôi cái cách, hay là không ai có thể đưa tôi một cái chìa khóa giúp tôi tháo gỡ những nan đề đang vướng mắc trước mắt tôi. Như vậy không ai ngoài Chúa. Amen. Cho nên tôi cảm ơn Chúa khi tôi chở thầy Nguyễn Thanh Hiển đi, và tôi và hai bố con tôi thông cống cho tôi nói là: con đã nhận lãnh lời của Chúa hứa cho con chưa? Và ngày hôm qua khi làm tấm phong này thì những anh em phục vụ trang trí cho năm mới này, có một cậu học trò hỏi tôi là nghĩa có hỏi tôi là bố ơi, lời rema là lời gì? Tôi nói lời rema có nghĩa là lời sống, lời phán trực tiếp của Thiên Chúa. Và khi cái lời trực tiếp phán đó, phép lạ sẽ xảy ra. Thí dụ như Sáng Thế Ký, lời từ miệng Đức Chúa Trời nói gì? Hãy có sự sáng, lập tức có sự sáng. Amen. Khi lời của Chúa ra khỏi miệng Ngài nói hãy dựng lên mặt trời thì có mặt trời. Khi lời Đức Chúa Trời nói gì? Chúng ta hãy làm nên loài người
giống như hình ta và theo tượng ta, thì tôi và em ngày hôm nay có mặt ở đây, tất cả ta đều mang vẻ đẹp hay là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Amen không ạ? Và trong Kinh Thánh, đặc biệt trong Tin Lành Giăng đoạn 1, câu 1, thì cho ta biết về nguyên ngữ tiếng Hy Lạp, thì có hai loại lời. Một cái từ là lời Logos, đó là lời mà giấy trắng in mực đen, là lời Logos, là lời được viết ra, không phải là lời Rhema. Và khi ta đọc Kinh Thánh và chúng ta thấy cái lời đang mất đức tin, đang cần được chữa lành, đang bất an, và bỗng nhiên Đức Thánh Linh dẫn ta đọc một phân đoạn Kinh Thánh nào đó, hoặc ta nghe giảng lời của Chúa, và lời đó làm ta sống động mạnh mẽ trở lại, amen, bùng lên, thắng hơn sự đuối, thì đó là lúc chúng ta đã nhận được lời Rhema, là lời sống, amen, lời khiến chúng ta vùng lên, amen. Cho nên tôi thường ở trong kỳ cầu nguyện cuối năm, tôi đều cần có lời và Chúa biết tôi. Tôi cần có lời cho giáo hội, cho một vụ giải cương. Và trong lúc tôi đang đi ở ngoài vườn hoa, tôi đi bách bộ và tôi cầu nguyện với Chúa, tôi tương giao với Chúa của tôi, thì một tiếng phán của tôi mà khiến tôi phải đứng lại suy gẫm: lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Và tất cả chúng ta đều biết 2024 đang chờ đợi chúng ta. Có ai được biết trước rằng là 2024 chúng ta không còn ở trong thế gian này không? Tôi tin rằng không ai muốn điều đó, phải không ạ? Thế thì tất cả chúng ta vẫn ở trên trái đất này, cho tôi nghe chị amen. Thế thì ai là người muốn kinh nghiệm được ở đất như ở trời? Bao nhiêu người tin cái lời hứa này nè? Bao nhiêu người tin rằng đây là lời hứa, lời dạy dỗ của Chúa Giêsu dành cho đời sống ta cách cá nhân? Đó là tôi sống trên đất này, nhưng tôi sẽ sống như những ngày trời ở trên đất này. Bao nhiêu người đã từng thấy và đã từng nghe nói gì? Cuộc đời của tôi giống như địa ngục của trần gian. Bao nhiêu người đã từng nghe câu nói đó rồi? Rồi bao nhiêu người cũng đã từng nói gì? Hôn nhân của tôi như địa ngục của trần gian, ngồi vào bàn ăn là chửi lộn, cãi vã, rồi đòi ly dị, phải không? Có phải không? Hôn nhân như một địa ngục của trần gian. Rồi bao nhiêu người nghĩ là doanh nghiệp của mình, việc làm của mình làm sau đầu năm, mình làm có tiền, cuối năm mình vẫn nợ. Anh em, Chúa sinh tôi ra không phải để tôi thành một con người mắc nợ. Chúa cứu cuộc đời của tôi, Chúa cứu cuộc đời của anh chị em cũng không phải để chúng ta trở thành nô lệ cho một chủ nợ nào đó. Tôi nghe chị amen. Như vậy chúng ta thấy rằng Kinh Thánh dạy ở đất như ở trời. Nhưng mà nếu ta đọc ngược lại đó, để chúng ta kinh nghiệm cái câu cuối cùng này, thì phải ý Cha được nên. Amen. Amen. Mà để có ý Cha được nên thì phải vương quốc Cha được đến. Mà để vương quốc Cha là nước của Đức Chúa Trời được đến cuộc đời của tôi, được đến trong hôn nhân của chúng ta, được đến trên con cái chúng ta, được đến hội thánh chúng ta đang hội Chúa, được đến chức vụ của chúng ta, được đến trên sự kêu gọi của Chúa, được đến trên gia đình, được đến trên cộng đồng, thì anh em hãy nhớ, danh của Cha phải được tôn thánh. Tôi nghe chị amen. Amen. Mà để cho danh của Cha được tôn thánh, và để ta biết danh của Cha là như thế nào, thì ta phải dừng lại cái câu đầu tiên, đó là lạy Cha, chúng con ở trên trời. Và thế là khi tôi thắc mắc với Chúa, tôi nói: Chúa ơi, thế thì ngày cho con cái lời này, và ngày muốn con hiểu như thế nào? Và Đức Thánh đã đến mặc khải cho tôi rất rõ ràng về Đức Chúa Trời là Cha. Bao nhiêu người ở đây, tôi xin lỗi hỏi, không còn Cha theo phần xác của mình trên đất này nữa. Tôi tin rằng chúng ta rất buồn, phải không ạ? Có phải không? Và đặc biệt mỗi lần năm mới đến, Tết Nguyên đáng đến, hay là ngày vui gì đó trong gia đình của chính mình, là bỗng dưng chúng ta nhớ người thân yêu nhất trong gia đình của mình, đó là Cha. Có những em bé tôi giúp đỡ, cho một cậu học viên, và bây giờ đã trở thành
người hầu Chúa rồi. Nghiện bắt đầu từ năm lớp 6. Nghiện heroin từ năm lớp 6. Vì sao? Vì cậu bé này khi sinh ra mới một ngày tuổi là bố của mình chết mất. Thế cậu bé này lớn lên mồ côi cha. Và bao nhiêu người thấy rằng những em bé mồ côi nói chung là mồ côi cha hay mồ côi mẹ. Đáng thương không anh em? Bao nhiêu người ý thức được điều này? Đáng thương không? Đáng thương. Như giờ phút này, chúng ta ngồi trong hội thánh của Chúa, ngồi trong nhà của Chúa để ta hát vui vẻ. Chúng ta có sự nâng đỡ và khích lệ, yên ủi lẫn nhau. Amen. Nhưng bên ngoài xã hội, có những em bé mồ côi cha, không có áo mà mặc. Tối qua tôi có một clip. Hai em bé, người mẹ đi làm và người mẹ có hứa một điều. Đó là hai con ở nhà chờ mẹ về nhá, mẹ đi làm mẹ về mẹ mua bánh cho hai con. Và hai anh em cứ ngồi chờ mẹ về, nhưng mà không hề hay biết rằng mẹ của mình đi làm rẫy, đi làm cho người ta, và khi trở về đó bị lũ nó cuốn đi và người mẹ mất tích chết. Và đã 2 ngày qua 3 ngày qua rồi, hai anh em vẫn ngồi đó chờ mẹ của mình trở về. Và anh em không hề biết rằng mẹ của mình đã chết rồi. Khi những người hàng xóm bắt đầu đi vào và thấy hai anh em lạnh lắm, ngồi bó gối với nhau, thấy ngay bước chân tưởng mẹ ngó ra và thấy người hàng xóm vào. Và nó tại sao hai con ngồi đây vậy? Nói dạ, vì mẹ bảo tụi con rằng hãy chờ mẹ về. Tôi là một sư được kêu gọi trong công tác giải cứu, mà tôi quan sát đó là có những con người mồ côi cha, mồ côi mẹ, đặc biệt là mồ côi cha. Chúng ta thấy khi người ta mắng những em bé mồ côi, những trẻ mồ đỡ gì? Đồ con không cha, phải không ạ? Câu đó nặng lắm anh em. Nói lên điều gì? Em bé đó không được dạy dỗ từ người cha, không được bảo bọc, không được nuôi dưỡng, không được yêu thương, không được quan tâm, không được nâng đỡ, không được khích lệ. Amen. Amen. Anh em là một người con rất cần cha. Bao nhiêu người ở đây tin rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời? Và bao nhiêu người tin rằng Đức Chúa Trời là cha của chúng ta? Nhưng có thể lắm, những ngày qua ta sống lớp này, chúng ta giống như một đứa con mồ côi cha. Đó là chúng ta không biết Đức Chúa Trời của chúng ta là cha. Amen. Amen. Chúng ta có thể gọi ai đó là cha. Vì đối với người Do Thái, họ luôn luôn tôn trọng cái người tiền bối của họ. Giống như Giăng đoạn 8, chúng ta cũng sẽ học. Và Giăng đoạn 8, dân Giu-đa nói gì? Chúng tôi là dòng dõi của Abraham, phải không ạ? Có phải không ạ? Abraham là cha của chúng tôi. Họ tôn trọng những người đáng được tôn trọng, và họ gọi những người đó là cha. Elise, khi thầy của mình là tiên tri Eli cất lên bằng gió lốc, Elise khóc. Và ông gào lên như thế nào thầy Tú nha? Ông gào lên rằng là Cha tôi là lính kỵ của Israel, phải không ạ? Những tổ học trò tôn kính người thầy của mình, trân trọng thầy của mình, đều gọi thầy mình bằng cha. Như những em trong tá xanh này gọi tôi bằng bố. Amen. Amen. Nhưng hãy nhớ một điều, người bố này hữu hạn. Nhưng người cha thiêng liêng, cao quý, đáng để chúng ta tôn trọng, đáng để chúng ta phải nhận lãnh, đáng để chúng ta cần phải hiểu biết, để ta bước vào năm mới này chúng ta không cô đơn. Yahweh đã từng nói, khi cha mẹ bỏ tôi đi. Yahweh đã thần cảm qua David, phải không ạ? Khi cha mẹ bỏ tôi đi, ý nghĩa thứ nhất có thể là cha mẹ hất hủi mình. Có những người con, cha mẹ mình vẫn còn sống, nhưng cha mẹ đã không còn nhận họ là con nữa. Amen. Cha mẹ đẩy họ ra khỏi nhà, cha mẹ không quan tâm, cha mẹ không quan tâm. Và nếu ai đó đang nghe sứ điệp này, đừng thất vọng. Vì lời của Chúa hứa qua David, khi cha mẹ bỏ tôi đi thì
thì Đức Giê-hô-va tiếp nhận tôi. Amen. Amen. Nghĩa thứ hai, có ai đó ở đây không còn cha, không còn mẹ, có là cha mẹ cũng đã bỏ mình đi rồi, lìa trần gian này và đi đến một nơi dành cho người khuất, thì cũng đừng thiếu hy vọng, đừng buồn chán nữa, vì Yahweh sẽ tiếp nhận tôi và anh em. Tôi biết một điều, dù ba mẹ tôi vẫn còn sống, bước vào năm mới này ba mẹ tôi 97 tuổi, nhưng mà tôi biết một điều, sẽ đến một lúc tôi khỏe không còn nhìn thấy ba mẹ của tôi nữa. Nhưng mà tôi không bao giờ thiếu hy vọng. Tôi biết ngày đó tôi cũng buồn, vì tôi là con. Amen. Tôi sẽ không còn nhìn thấy mặt ba mẹ của mình nữa. Dù bây giờ tôi nhìn mặt mẹ của tôi á, nó không còn giống như là thẳng hay là căng giống như vợ yêu dấu của tôi nữa. Vì da mặt của mẹ của tôi phải đi vào thẩm mỹ viện nha, bởi nhăn hết trơn rồi. Móm hết rồi, nếu lấy hàm răng giả ra, tôi bảo là tôi gọi điện thoại, cái điều tôi chọc mẹ tôi cười đầu tiên là gì? Tôi đã chọc mẹ tôi cái bằng cái hành động mẹ tôi nói gì? Chứ cái ăn gì mà nhai cái miệng? Móm á, nói chuyện. Sao con chưa mà một sự thấy con giống ghê luôn á. Anh em, Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Và tôi muốn chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay phải bắt đầu học biết Đức Chúa Trời là cha để chúng ta tôn kính Ngài. Đứa con trai hoang đàng, nó cần cha không? Hỡi Thánh Chúa cho tôi nghe câu trả lời. Đứa con trai hoang đàng cần cha không? Cần cha không? Khi nó ra khỏi nhà, nó bất cần cha. Nó ngang lắm. Nó nói gì? Cha, xin chia cha tài mà tôi đáng phải được, phải không ạ? Người cha chia, không một lời tạm biệt, không một lời nói see you again. Ẩm cho tài, thoát ra khỏi nhà, bắt đầu ăn chơi, trác táng với phường địa điếm, phải không ạ? Bắt đầu đi chơi với những gà, móng đảo, móng xanh. Bắt đầu uống rượu, bắt đầu đàn đêm. Hành động đó cho ta thấy rằng người con trai này không cần cha, không hề hay biết cha của mình là ai. Và anh em ơi, hãy, tôi cầu nguyện để Chúa đến giờ này mở tâm trí của chúng ta, để ta bắt kịp được điều tôi muốn nói. Có những người đã tin Chúa lâu rồi, nhưng cuộc sống của chúng ta giống như đứa con trai hoang đàng, đó là vẫn thích làm theo ý riêng của mình. Chúng ta đôi khi chúng ta cầu nguyện chính lại Đức Chúa Trời là cha, amen, amen, nhưng mà chúng ta không làm theo ý của cha. Giống như đứa con trai hoang đàng, nó vợ ở trong nhà cha, nó cũng gọi là cha, amen, amen, nó cũng nói với những người đầy tớ rằng các anh là đầy tớ nha, các anh là ô sin, các anh là nô lệ, còn tôi nè, tôi mới là con đẻ của cha tôi, đúng không? Anh em đôi khi ta cứ nghĩ rằng mình hơn những người không đi nhóm sáng hôm nay. Đôi khi mình nghĩ rằng mình đến nhà thờ, mình tốt hơn những người ở ngoài thế gian chưa biết Chúa. Nhưng chưa chắc. Nhưng chưa chắc. Anh em, đứa con trai hoang đàng này chỉ cần cha, chỉ cần cha khi muốn chia tài sản mà thôi. Amen. Giống như ngày hôm nay rất nhiều cơ đốc nhân chỉ cần cha khi họ gặp nan đề. Đúng không? Đúng không? Họ thất bại. Họ cần cha. Họ cần Đức Chúa Trời giải cứu họ, amen. Nhưng khi mọi sự đã xong, họ không cần cha nữa, giống như đứa con trai hoang đàng, nó cần tiền bạc, nó cần tài sản để nó đi ra ngoài, nó ăn chơi. Cho nên nó đã đến với cha, amen. Nhưng khi có tài sản rồi, thì ta thấy gì? Trong quán bar đâu nhớ đến cha. Có phải không? Có phải chi mà Kinh Thánh chép rằng là trong cái quán bar thuyền buồm gì đó ở Đà Lạt, và đứa con trai hoang đàng nó ngồi ở đó, nó nói gì? Ủa, tại sao mình phung phí tài sản của cha mình chia cho mình như thế này, trong khi đó cha của mình ở nhà dành dụm tích lũy để cho mình có tài sản này. Amen, amen. Ngày hôm nay có những đứa con cũng vậy, nó không hiểu được cái gia tài mà cha mẹ để lại, và nó phung phí, nó xài phung phí,
nó không bao giờ quý giá đồng tiền mà cha mẹ đã gây dựng nên. Và rồi gì anh em? Đến một lúc khi nó đói, trong xứ đó đói phải không ạ? Nó đi xin ăn. Nó đi xin ăn. Nhưng Kinh Thánh vẫn mặc khải tao biết rằng nó cũng chưa cần cha, amen. Phải không ạ? Bởi vì ngày hôm nay đi xin ăn. Khi tôi lên thăm thư con của thầy cô Hưng đó, trên bệnh viện, tôi thấy bé Thư mặt tươi tỉnh. Và Hưng nói tôi là suốt ngày hôm nay cứ chạy đi xin ăn ngoài. Anh em, ngày hôm nay có rất nhiều con cái của Chúa, chúng ta không biết rằng mình đang là con của một Đức Chúa Trời, là cha vinh hiển, amen, cha cao trọng. Và mình sống dưới mức độ bình thường. Đó là chúng ta sống cứ xin, cứ sợ, cứ vay. Và có nhiều người còn vay tiền làm nhà, dâng cho Chúa nhóm, để rồi Chúa cho có tiền trả nợ. Anh thấy họ có tư tưởng lớn không? Có nhiều người vay tiền ngân hàng để mua đất, và nói rằng là xây nhà để cho hội thánh nhóm lại, và Chúa cho có tiền trả. Không khác nào chúng ta đẩy Chúa vào cái chỗ chẳng đặng đừng, phải không ạ? Và bắt Chúa phải làm theo ý của mình. Có nhiều người còn đi vay nợ xã hội đen, và nói gì? Ồ, Chúa của mình hay thương xót mà, mình cầu nguyện Chúa tiếp trợ, mình trả tiền cho xã hội đen cũng được vậy. Có nhiều người đã từng vay tiền xã hội đen, và khi xã hội đen đến đòi tiền, họ còn nói gì? Tôi vay tiền, tôi xây nhà của Chúa, bây giờ đến Chúa đòi đi, đừng có đến tôi mà đòi. Anh nói họ có đức tin lớn không? Tôi không dám có loại đức tin đó. Vì đức tin đó không có trong các sách phúc âm và các thư tín của Tân Ước, mà tôi nghĩ đức tin đó có ở trong kinh Côran của người Hồi giáo á. Mà cái bọn khủng bố nó không sợ ai nữa. Anh em, cho đến khi đứa con trai lóc vào chuồng heo, phải không ạ? Anh em tập trung nha, anh em tập trung. Cho đến khi đứa con trai hoang tàn lóc vào cái chỗ đi xin ăn không cho ai cho ăn, và phải đi làm mướn trong cái chuồng heo, phải không ạ? Phải không? Và tại đó đói quá. Trà, đừng để Khải đói nha con. Đói quá, Kinh Thánh chép rằng nó đói, nó muốn lấy đậu của heo, phải không ạ? Thức ăn của heo mà ăn cho thật nhiều vào, vì đói quá, đói quá, cần no. Vì ông chủ trang trại heo đó là hình ảnh của ma quỷ. Thấy đứa con trai hoang đàng này chuẩn bị lấy vỏ đậu, lấy thức heo, thức ăn của heo, vì người này phục vụ mà, xách đồ đi ăn cho heo ăn. Nhưng mà chủ bắt đầu quan sát, không biết lúc đó cái người chủ trang trại hay là Satan có camera như bây giờ không? Và camera đấy, đạt béo nhà mình chuẩn bị thò tay vô cái xô rồi đó. Cái ông chủ ông dùm lại, dùm rồi đạt béo rồi. Ủa sao thằng này nó xin mình phục vụ cho heo mà tại sao bây giờ nó dám lấy thức ăn của heo mà nó ăn? Tại cái chỗ tột cùng nhất, bất hạnh nhất, thì đứa con hoang đàng này bắt đầu mới cần cha, amen. Và nói gì? Trong nhà cha ta đứa làm bướng mà có bánh ăn dư dật, có trà sữa uống, không phải là đồ của Trung Quốc. Trân châu không phải làm bằng lốp xe mà thầy Tú mua cho trung tâm uống, và lâu rồi không dám mua nữa vì bị nói hoài. Anh em, trong nhà cha ta, anh em thấy không? Kinh Thánh không có nói là đứa con trai hoang đàng này bao nhiêu thời gian, 1 năm, 2 năm, 6 năm, 10 năm ở bên ngoài xã hội. Kinh Thánh giấu điều đó. Nhưng mà Kinh Thánh có nói về bối cảnh, em nghe. Đó là đứa con trai này tột cùng sự bất hạnh. Là con người không ăn thức ăn của người mà đi thức ăn của lợn, của heo. Tôi nhìn cái xô thức ăn của trung tâm nuôi heo đó, và tôi nói gì? Mèn ơi, vậy mà có cái gì cái thằng con trai hoang đàng nó đòi ăn ta? Chúa nói với tôi, bởi vì con là con,
Con không phải là con trai hoang đàng, và con chưa bao giờ con lọt vào cái chỗ con đói đến mức độ mà con nhìn là con muốn ăn. Bởi vì số phận của đứa con trai hoang đàng đó đã đánh đổi địa vị của mình từ đứa con trở thành một tội nhân, phải không ạ? Có phải không? Ngày hôm nay rất nhiều con cái Chúa đã đánh đổi địa vị này. Bao người tin rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời, mình được sanh ra bởi Đức Chúa Trời. Và bao nhiêu người không tin rằng mình là tội nhân. Không giơ tay là tốt rồi đó. Anh em, khi một tội nhân rồi thì tôi nói anh em, khi họ không còn kính sợ Chúa nữa thì không điều gì họ không dám làm. Amen. Thì đừng có nói chuyện vỏ đậu mà họ không ăn. Thế thì chúng ta thấy bắt đầu nè, Cựu Ước nói gì về người cha? Tôi muốn đọc những câu kinh thánh như thế này để anh em bắt đầu theo dõi nhé. Phục Truyền Luật Đệ Ký đọc 32 câu số 6. Nếu ta có kinh thánh dỡ nhanh ra, nếu ai không dỡ nhanh thì ghi địa chỉ. Phục Truyền đọc 32 câu số 6, tôi xin đọc. Hỡi dân khờ dại không trí. Anh em nha, để ý câu này. Hỡi dân khờ dại không trí. Lời này Chúa không nói cho dân ngoại đạo, Chúa đang nói cho dân Israel. Và tôi và anh em có phải là dân Israel thuộc linh không? Và sáng nay Chúa có thể nói hỡi dân khờ dại không trí. Tại sao mà Chúa của tất thọ đến mức độ như thế này? Đó là gì? Các ngươi báo đáp Đức Chúa và như vậy sao? Có nghĩa là gì? Chúa cứu họ ra khỏi nhà nô lệ, để rồi họ sống khốn khổ, họ sống tiếp tục chỉ biết nhớ củ hành củ kiệu. Họ tiếp tục đòi thịt, phải không ạ? Họ tiếp tục nói là ăn cá xứ hê. Họ tiếp tục sống cho nhục nhục, phải sao? Và gia quê của trách tuyển dân của Ngài. Hỡi dân khờ dại không trí, các ngươi báo đáp Đức Chúa Trời như vậy sao? Ngài há chẳng phải là cha các ngươi? Anh em, từ trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời là hình ảnh một người cha đối với dân Do Thái. Cho tôi nghe chị amen. Và ngày hôm nay Đức Chúa Trời cũng là cha của mỗi một chúng ta. Chúa Giêsu khi đến, đây là một trong những bài giảng trên núi của Ngài. Ngài nhắc cho dân Do Thái biết rằng Đức Chúa Trời là cha, amen. Và họ phải tôn kính Ngài, họ phải cầu nguyện với Ngài. Và Ngài muốn nhắc cho họ biết rằng họ có một người cha tối cao ở trên trời, amen. Cho tôi nghe chị amen. Một người cha dưới đất này con mắt hữu hạn lắm anh em. Amen không ạ? Nhưng người cha ở trên trời là trên cao phải không ạ? Dòm xuống là thấy rất rõ tuyền múa roi với thầy hưng khi nào. Tôi không thấy, tôi là người bổ thuộc lên mà tôi không thấy. Amen. Nhưng mà cha trên trời nhìn rõ lắm. Tuyền ơi, con quay bao nhiêu vù vù vèo vèo, tóc chồng của con bay đến mà bố cho hộp keo mà xịt vẫn bay với con. Ngày nay mua cái lược cái tặng năm mới cho thầy hưng. Anh em, cha ở trên trời giống như khi ta còn ở trên đất này, chúng ta nhìn có hạn, nhìn thấy cây cối không à, mắt chúng ta bị vướng. Nhưng khi một người đi máy bay đó, khi máy bay chuẩn bị cất cánh, chúng ta nhìn thấy tất cả, phải không ạ? Phải không? Chúng ta nhìn thấy tất cả, xe cộ như con khiến ở dưới đất này, nhà cửa, phải không ạ? Như những xi ma của điện tử vậy. Nhìn thấy rất rõ. Thế thì Ngài đang ở đây. Tôi không biết năng đề của con là gì, tôi không biết năng đề của thị là gì, tôi không biết năng đề của mẹ thiên ân là gì, tôi không biết trái tim của Tuyết. Có còn đập đúng nhịp hay không? Nhưng Đức Chúa Trời biết rất rõ. Amen. Amen. Ngài ở trên cao, còn chúng ta ở dưới đất. Sự hiểu biết về Ngài một cách cá nhân cho tôi, cho từng anh em, một cách rất là hoàn hảo anh em. Amen. Đến mức độ ta đã ở ngày cuối năm 2023, nhưng Ngài biết rất rõ của chị em này. Năm mới, từng ngày, từng tháng, người trẻ phải đối diện với điều gì, Ngài biết trước điều đó rồi. Tôi nghe chị amen. Ngài biết trước điều đó rồi. Cho nên em xin đừng đối đãi với Đức Chúa Trời một cách tàn nhẫn nữa. Xin đừng khinh lơ Ngài nữa, amen.
Có nhiều người đã không biết Đức Chúa Trời là cha. Cho nên họ đã thất bại anh em. Tôi nhớ một ngày kia, còn đúng một tuần nữa đám cưới hai vợ chồng của chúng tôi. Tôi lúc đó không được như Khải và Trà đâu, không được như Hoàng và Vy đâu, không được như thầy Hiển với ai đó đâu. Tôi không được như thầy Hưng đâu. Anh biết tôi mượn xe đạp đi học trường Kinh Thánh. Tôi đạp đến bến xe điện miền Đông, lúc đó nó cũ lắm. Hành lang bến xe miền Đông đó là có toàn là hớt tóc này, bình dân và sửa xe đạp. Tôi đạp đến đi học trường Kinh Thánh, trễ giờ rồi. Xe bắt đầu trật cóc, là cái clip sau nó không đọc, không đạp được nữa. Nó tuôn rồi. Thứ hai là dây xích đứt, dây xe đứt luôn. Và tôi bắt đầu xuống lai quay, sửa tay tôi nhớt không là nhớt. Trong túi không có cắt bạc nào hết. Một tuần này đám cưới nha các bạn. Không có tiền một cắt nào luôn. Tôi vẫn lọc cọc sen thì đứt rút ra quấn trên cái ghi đông. Đẩy chiếc xe vào cái chỗ sửa xe đạp và nói gì, chú sửa giúp dùm chiếc xe đạp cho con nhé. Nhưng con nói trước với chú rằng con đang học trường Kinh Thánh cho nên con không có tiền. Người chú đó, chú cảm động cái gì, cháu có giật nó, chú sửa xong xe này chú sẽ giúp cho cháu. Và tôi vừa ngồi xuống, ma quỷ bắt đầu kiện cáo tôi, nói gì, mày nói mày đi học trường Kinh Thánh mày không có tiền mà mày không biết vậy à? Đức Chúa Trời của mày ở đâu? 1,000 mày không có. Rồi một tuần rồi đám cưới mày không biết xấu hổ sao? Anh biết tôi ngồi, tôi chết lặng người tôi luôn. Nó kiện cáo tôi. Và lúc đó Đức Thánh bắt đầu đến với tôi, nói gì, con thấy đứa con trai không đàng không? Nó đến nói, cha ơi, chia gia tài tôi đáng phải được. Người cha lập tức chia. Tôi hiểu ngay ý tưởng của Đức Thánh. Tôi nói gì, cha ơi, còn tuần nữa con đám cưới mà con không có tiền. Cha, con trai của ngài chuẩn bị đám cưới, cha cho con có tiền đi để con trai của ngài đám cưới, con cảm ơn cha. Và biết tôi đi vào trường Kinh Thánh, tôi bị đuổi học. Nhưng mà cảm ơn chú, tôi đưa tay ra, tôi nói, dạ thưa giáo sư, tay của em dính toàn nhớt xe, xe bị trật cóc đứt xích không có tiền trả, cho nên em phải nhờ họ ta sửa, bây giờ em mới xong đấy. Người giáo sư nói gì, may cho em là em có bằng chứng đấy nha, vô học đi, lần sau mà dạy là đuổi học á. Mà tôi vô học, chiều tôi về, cánh cửa đám cưới đã mở ra, có một người đã cho chúng tôi mượn 2 cây vàng không lấy lại và tuyên bố một câu, có thì trả, không có thì không cần phải trả. Anh thấy cách chú làm không? Thấy cách chú làm không? Anh em, khi chúng ta biết Đức Chúa Trời là cha, đừng đi nhà thờ mà nghĩ rằng mình là con rể của ngài. Đừng đi nhà thờ mà không biết rằng chúng ta đang sử một Đức Chúa Trời là cha. Cha nhân từ, cha hay thương xót, cha hay làm phép lạ, cha quan tâm, cha chu cấp, cha nuôi nấng, cha có sự chữa lành cho từng anh chị. Amen. Chăm sóc cuộc đời chúng ta từng tích tắc. Và ta thấy Kinh Thánh chú nói gì nữa? Trong Phục Truyền Luật Ký 32 câu 6, ngài há chẳng phải là cha ngươi, đấng đã chuộc ngươi chăng? Há chẳng phải ngài đã dựng nên ngươi và lập ngươi sao? Yahweh là tiện dân của ngài. Và nguyện lời của Chúa trong ngày cuối năm 2023 này cũng la rầy tôi và hậu thánh của Chúa. Amen. Anh em đừng sống mà chúng ta làm những việc phản cảm đối với Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, là cha vinh hiển của tôi và anh em. Hallelujah. Cho nên khi Chúa Giê-su đến, ngài nói rằng khi cứ cầu nguyện, hãy nói như vậy, lạy cha chúng con ở trên trời. Chúa Giê-su nhắc lại cho dân Do Thái biết rằng họ có một Đức Chúa Trời là cha, mà từ 450 năm đến 500 năm yên lặng, sách Ma-la-chi và Ma-thi-ơ, dân Do Thái không hề hay biết Đức Chúa Trời là cha của họ nữa. Câu Kinh Thánh thứ hai, chúng ta có thể ghi địa chỉ, và nếu dở nhanh chúng ta đến Ê-sai 63 câu 15-19. 15 đến 19 tôi xin đọc. Anh em quan tâm và theo dõi những câu Kinh Thánh này. Xin Chúa từ trên trời ngó xuống, từ chỗ ở thánh và vinh hiển của ngài mà nhìn xem, chớ
nào lòng nóng nảy và công việc lớn Ngài ở đâu, lòng ước ao, sốt sắng và thường xương sốt Ngài bị ngăn trở đến cùng tôi. Anh em có bao nhiêu người đã từng lan rằng Chúa ơi, xin Ngài dòm nhìn cuộc đời con, Ngài có con mắt không? Tại sao các mục sư nói Ngài hay làm phép lạ, Ngài làm cái việc lớn, Ngài hay thương xót, nhưng mà cuộc đời con chẳng thấy những điều đó đến với con như thế nào cả. Con không thấy Chúa ơi. Thì câu 16 anh em, anh em nhìn vào câu 16. Họ nói gì ạ? Dân Thái nói gì ạ? Thật Ngài là cha chúng tôi anh em. Thật Ngài là cha chúng tôi. Dầu Abraham chẳng biết chúng tôi, Israel cũng chẳng nhận chúng tôi, hỡi Đức Chúa Va, Ngài là cha chúng tôi, dân Ngài là đấng cứu chuộc chúng tôi từ trước đời đời. Hỡi Đức Chúa Va, sao để chúng tôi lầm lạc xa đường Ngài, sao để lòng chúng tôi cứng cỏi đến nỗi chẳng kính sợ Ngài. Xin hãy vì cớ các tôi tớ Ngài và các chi phái của cơ nghiệp Ngài mà trở lại. Dân thánh của Ngài được sứ này làm kỷ vật chưa bao lâu mà kẻ thù chúng tôi đã dày đạp nơi thánh của Ngài. Anh em để ý chúng tôi câu 18. Dân thánh của Ngài được sứ này làm kỷ vật chưa bao lâu mà kẻ thù chúng tôi đã dày đạp nơi thánh của Ngài. Đây là câu thánh mà cho chúng ta biết có nhiều người được phước, nhưng cái phước đó chẳng bao lâu ma quỷ đến cướp lấy hết. Anh em hiểu điều này không? Anh em hiểu điều này không? Anh em hiểu điều này không? Tôi lặp lại câu 18. Có nhiều người được phước, đáng lẽ chúng ta phải được phước thêm nhiều hơn nữa chứ. Amen. Amen không ạ? Amen không ạ? Chúng ta phải được phước nhiều hơn nữa. Nhưng tại sao càng đi với Chúa chúng ta thấy phước xa dần chúng ta? Giống như Thi Thiên 139 nói gì? Xin lỗi, Thi Thiên 109 nói gì? Chúng nó cầu lấy phước, phước bèn cách xa chúng nó, và sự rủa xả trở thành cái mền đắp cho nó. Tại sao tuyển dân của Đức Chúa Trời lại không được phước? Và bao nhiêu người thừa nhận ở đây chúng ta đã có một, đã có từng suy nghĩ thế này, đó là chúng ta trách Chúa. Chúa ơi, tại sao cái người hàng xóm con họ đâu có biết Chúa? Tại sao họ giàu hơn con? Bao nhiêu người đã từng nói điều này rồi nè. À, chỉ có một người là tôi, với Liên là hai. Vâng, cả con Su cũng nói gì? Tại sao con là dân của Chúa mà con phải uống lưng con ngoài? Tại sao những người họ không có Chúa, họ nhà lầu, xe hơi, đi mua sắm, họ đeo nhẫn kim cương, họ đeo nhẫn hột xoàn? Anh em, đi với Chúa đừng phân bì như vậy. Amen. Đừng lấy vật chất để làm thước đo cho sự phục vụ Chúa của chúng ta. Có nhiều người hôm nay nói, nếu anh là người hầu Chúa, tại sao gia đình mình như thế này? Và tôi đã trung tín với sự kêu gọi của Chúa hơn 32 năm nay. Tối qua tôi có chia sẻ học trò tôi, Phúc Nguyên, con quái của tôi, uống chỉ có màu sữa chứ không có chất lượng sữa nha. Anh em hiểu rồi phải không ạ? Là chỉ có màu sữa thôi. Và Chúa dùng một cặp mục sư người Hàn Quốc đến thăm gia đình, và họ được cảm động bởi Đức Thánh Linh. Họ nói với chúng tôi rằng họ chúc phước cho Phước Nguyên một năm tiền sữa. Đúng, quả thật Ngài là cha của chúng tôi. Amen. Amen. Nhưng cái điều tôi muốn nói với em rằng, đừng hưởng phước chưa bao lâu lại mất phước. Có nhiều người đã mất phước rồi. Một chân đặt vào vùng phước hạnh, chân thứ hai chưa đặt vào thì tối tăm mù mịt, đau khổ, thất bại. Chưa hết đâu anh em, câu 19. Anh em nhìn vào câu 19. Từ lâu nay chúng tôi đã như một dân không hề được Ngài cai trị. Anh em, chúng ta suy nghĩ gì về câu này? Bao nhiêu người khi đọc câu thánh này chúng ta rùng mình và khiếp sợ. Bao nhiêu người đọc câu này giống như lời Rema Chúa phán trực tiếp cho mình vậy đó. Đó là đã bao lâu nay mình đi nhà thờ, mình có thể ở trong ban thờ phượng, mình ở trong ban truyền giáo, mình có thể được người ta gọi là bằng thầy, bằng mục sư. Nhưng chính chúng ta biết rất rõ là chúng ta không ở dưới sự cai trị của một người cha. Chúng ta không được khuyên dạy từ một người cha. Cho tôi nghe chị. Amen. Amen. Chúng ta vẫn làm theo ý riêng của mình. Chúng ta vẫn sống theo cái kiểu của mình, chúng ta theo kiểu của Chúa.
Và khi tôi đọc câu thánh tôi rùng rợn lắm anh em. Tôi đã được chạm đụng bởi câu thánh này nhiều năm về trước. Và tôi đã khóc. Tôi nói với Chúa ơi, câu thánh này nói về con. Đó là từ lâu nay con đã như một dân không hề được Ngài cai trị. Chúng ta vẫn đi nhà thờ, nhưng mà có chừng ma quỷ cai trị chúng ta. Chúng ta vẫn đi nhà thờ, nhưng vật chất vẫn cai trị chúng ta. Chúng ta vẫn đi nhà thờ, nhưng tư dục xác thịt, nhục dục vẫn cai trị chúng ta. Chúng ta vẫn đi nhà thờ, chúng ta có thể hô với Chúa, nhưng chúng ta không để Ngài cai trị. Bèn có thể là ma quỷ, có thể là tư dục, amen. Có thể là ý riêng của chúng ta cai trị chúng ta. Và phần cuối cùng câu 19 này nói gì? Và không còn đội danh Ngài nữa. Không còn đội danh Ngài nữa có nghĩa là gì? Có là người đó sống mà làm tối đi danh của Chúa, chứ người đó không làm vinh hiển danh của Ngài. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Anh em, đó là sự mặc khải của cựu ước. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy, khi Chúa Giêsu đến như cái nãy tôi nói, Chúa Giêsu dạy họ, khi các ngươi cầu nguyện nói như vậy, lạy Cha chúng con ở trên trời. Và tôi tin rằng 450 năm đến 500 năm yên lặng, dân Do Thái vẫn đi nhà thờ vào ngày Sa-bát. Ba người tin điều này là đúng không? Vẫn đi nhà thờ vào ngày Sa-bát, ngày thứ bảy. Vẫn đi đến các thầy tế lễ. Họ vẫn dân của lễ phải không ạ? Họ làm tất hết tất cả, đáp ứng tất cả những điều gì của tôn giáo Do Thái. Họ làm hết. Họ mặc áo lễ rất sạch sẽ đến đền thờ Jerusalem. Nhưng bao nhiêu người tin rằng các thầy tế lễ, các người Pharisee, các thầy thông thái chưa bao giờ dạy dân Do Thái cầu nguyện rằng lạy Cha chúng con ở trên trời. Có nghĩa là gì? Ngay cả những thầy tế lễ cũng không hề biết rằng Đức Chúa Trời họ đang thờ phượng, Đức Chúa Trời họ đang chăm của lễ là Cha của họ. Amen. Amen. Anh em, Chúa muốn chúng ta hiểu điều này. Tại sao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời là được rồi, mà Ngài muốn trở thành Cha của tôi và anh em vậy? Bởi vì ai cũng cần bờ vai, phải không ạ? Có phải không ạ? Đứa con cần bờ vai của người cha. Đứa con cần bàn tay của người cha. Cho tôi nghe chị amen. Thí dụ như Vi là sắp đến là con dâu thuộc linh của tôi. Như Hòa nói gì? Bố giúp con đi. Con không biết làm cái gì hết trơn. Con không hiểu. Họ bên Vi, họ muốn cái gì con không hiểu. Bố giúp con đi bố. Thì tôi hiểu rằng đứa con thuộc linh của tôi rất cần sự giúp đỡ của tôi, amen. Nhưng mà chiều sâu thuộc linh thì tôi muốn nói với Hòa một điều rằng Chúa giúp đỡ con tốt hơn bố. Cho nên Chúa Giêsu dạy rằng lạy Cha chúng con ở trên trời. Và biết rằng Giô-sê là cựu ước. Giô-sê có nghĩa là đấng cứu chuộc, phải không ạ? Tiếng Hebrew có nghĩa là đấng cứu chuộc. Giê-xu là tiếng Hy Lạp cũng là đấng cứu chuộc. Và bây giờ chúng ta phải hiểu này, bao nhiêu người tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Ngài đang nói với họ, đoàn dân đông này, Ngài đang nói với họ rằng khi các ngươi cầu nguyện hãy nói như vậy, lạy Cha chúng con ở trên trời. Ngài cho họ biết rằng họ có một người cha ở trên trời rất tốt lành, rất nhân từ, rất thương xót, hay làm phép lạ, amen, thành tín. Ba người biết Chúa là Đức Chúa Trời thành tín. Ngài rất thành tín. Ngài không phải là loài người để nói dối tôi và anh em. Ngài hứa thì Ngài làm. Ngài nói thì Ngài giữ lời. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Và bây giờ chúng ta đi, chúng ta nhìn thấy nè. Chúng ta đến với Giăng đoạn 8 câu 37, 39. Để chúng ta thấy một lần nữa tại sao mà Chúa Giêsu dạy cho người Do Thái phải biết Đức Chúa Trời là Cha. Chúng ta đến với Giăng đoạn 8, 37, 39. Tôi xin đọc lại những câu kinh thánh này. Ta biết các ngươi là dòng dõi Abraham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. Ta nói điều ta đã thấy nơi cha ta, còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình. Chúng trả lời rằng, cha chúng tôi tức là Abraham.
Đức Chúa Giêsu phán rằng nếu các ngươi là con Abraham thì chắc sẽ làm công việc Abraham. Anh em thấy dân Do Thái họ tự nhận Abraham là cha của họ. Nhưng mà Chúa nói là Chúa, nếu các ngươi là con của Abraham thì các ngươi sẽ làm điều Abraham làm. Có nghĩa là gì? Dân Do Thái đâu có làm điều Abraham làm, tôi nghe chưa amen? Dân Do Thái không có cầu nguyện Abraham đi đâu là làm cái bàn thờ để cầu nguyện với Yahweh, cho tôi nghe chưa amen? Có đúng như vậy không ạ? Có đúng như vậy không ạ? Dân Do Thái họ đi đến nhà thờ nhưng đời sống họ không bao giờ có sự cầu nguyện. Dân Do Thái đến nhà thờ nhưng đời sống họ không bao giờ có đời sống thờ phượng. Dân Do Thái đến nhà thờ họ dâng của lễ nhưng họ không có sự kiêng ăn cầu nguyện. Amen. Amen. Họ không bao giờ làm điều mà Đức Chúa Trời dạy họ. Thế thì tôi mượn điều này để nói anh em, bao nhiêu người ở đây có đời sống cầu nguyện cá nhân nào ở tại nhà riêng của mình? Bao nhiêu người ở đây có thời gian đọc Kinh Thánh một cách cá nhân ở tại nhà riêng của mình? Bao nhiêu người ở đây có đời sống thờ phượng Chúa cách riêng tư của mình? Mỗi buổi sáng tôi thấy thầy sớm của Văn đi cà mũ, nó tôi dậy sớm. Chỉ cái sáng hôm nay tôi dậy trễ thôi vì tối qua 12 giờ tôi mới đi ngủ. Vì tôi nói để anh em kinh ngạc trước sự mầu nhiệm của Chúa. Là cái phòng của tôi tối hôm qua dày đặc cái mùi dầu thơm của Chúa. Nên là tôi không ngủ được, tôi không thay nào tôi ngủ, tôi cứ nằm đó tôi cầu nguyện. Cái mùi dầu thơm còn là tôi mức độ là dày đặc. Đến nỗi mà chúng ta thấy giống như một người mà xịt dầu thơm mà quá nhiều đó, bị nồng á, anh em hiểu không? Nó nồng lên mà làm cho nhiều người khó chịu. Và sự nghiệp của Chúa qua cái mùi thơm rất đặc biệt ở tại phòng của tôi đang nằm. Và hơn 12 giờ tôi mới đi ngủ. Nhưng một buổi sáng tôi thức dậy cái giờ mà thầy cô Vân đi cạo mũ. Tôi thấy wow, thầy Sơn vẫn cầu nguyện, vẫn cạo, vẫn cầu nguyện. Và mở MP3 nhạc thánh để vừa làm mà tâm linh mình vừa tương giao với Đức Chúa Cha. Tôi nghe chưa amen? Và điều đó làm tôi rất được khích lệ anh em. Thế thì anh em này, Chúa nói rằng là cha chúng tôi tức là Abraham. Đức Chúa Giêsu đáp rằng nếu các ngươi là con Abraham thì chắc sẽ làm công việc Abraham. Abraham có dân 1/10 không anh em? Bao nhiêu người nói Abraham có dân 1/10? Thế thì tôi và anh có dân 1/10 không? Ôi Chúa ơi, họ chỉ gật đầu chứ họ không dám nói có. Vì tôi hỏi lại một lần nữa nha, Abraham có dân 1/10 không? Bao nhiêu người nói có? Rồi bao nhiêu người nói rằng là chúng ta có dân 1/10 không? Ai có dân giơ tay? Anh em, ngày hôm nay có nhiều người chống lại cái lẽ thật này. Đối với tôi, lẽ thật là lẽ thật, không thèm cần phải bàn cãi. Amen. Ai muốn kinh nghiệm sự thịnh vượng, hãy dâng 1/10 cho Chúa đi. Đó là chìa khóa đó anh em. Như vậy chúng ta thấy, dân Israel, họ nhận Abraham là cha. Điều thứ hai, dân Do Thái, Israel, họ bắt đầu lanh quanh chỗ này anh em nè. Câu 41 đến 43, tôi xin đọc anh em thấy. Dân đoạn 8, 41 đến 43. Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình. Chúng tôi chỉ có một cha là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu phán rằng ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta. Vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ ngày mà đến, bởi chân ta chẳng phải đã từ đến tự mình đâu, nhưng ấy chính là đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được lời của ta. Anh thấy không? Anh em, một con người biết Đức Chúa Trời là cha thì không còn coi ai là cha của mình cao trọng nữa cả. Cho tôi nghe chị amen. Anh em, Đức Chúa Trời là cha. Ngài là cha vinh hiển. Ngài là cha toàn năng. Ngài là cha của những sự cao trọng. Amen. Ngài là cha của những điều tốt lành. Cho tôi nghe chị amen. Trên Chúa nói gì? Các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái các ngươi những điều tốt thay. Huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban những vật tốt hơn cho những kẻ xin ngài sao?
Amen. Tôi không tin rằng bé Vi cầu nguyện xin Chúa cho con có một người chồng cao 1m7, biết đá banh, đẹp trai, có răng khểnh mà Chúa đưa đến một cái người đi chấm phẩy. Và nhìn gương mặt nó xấu ơi là xấu. Nhưng tôi tin rằng Chúa là đấng luôn luôn làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Amen. Anh em biết điều gì không? Khi tôi khám phá Đức Chúa Trời là cha của tôi đó, nhiều cái phước hạnh tôi nói nên mà không thể kể hết được. Khi tôi nói Đức Chúa Trời là cha của tôi vẫn còn ba mẹ thay phần xác, nhưng ba mẹ tôi không thể lo chu toàn cho tôi được ngoài cha là Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Ba mẹ tôi không thể lo nổi. Nếu có muốn lo cũng chẳng có gì lo. Nhưng tôi biết Đức Chúa Trời của tôi là cha. Như vậy anh em nhìn thấy cái chỗ này. Nếu ba người nói rằng Đức Chúa Trời là cha của mình nào, chấm dừng cho thôi. Bây giờ ta để im cái tay này nha. Chúng ta để im. Bây giờ tôi sẽ đưa anh em này. Câu 41. Nếu chúng ta nói Đức Chúa Trời là cha, thì Chúa Giêsu nói gì này? Công việc chúng ta làm sẽ nói lên chúng ta là con của ai, hay là ai là cha của chúng ta. Nếu mình nói rằng Đức Chúa Trời là cha mà mình vẫn còn hút thuốc, thế anh em người đó có thật sự là con của Đức Chúa Trời là cha không? Nếu ta nói mình là con của Đức Chúa Trời là cha mà mình vẫn còn trộm cắp, mình vẫn còn sống tư dục sắc thịt, mình vẫn còn phạm tội, mình vẫn còn lừa dối, mình vẫn còn lăn quanh, thì theo anh em người đó có phải gọi Đức Chúa Trời là cha không? Anh em có 41 chúng ta vừa đọc đó, chúng ta thấy rất rõ. Các ngươi làm công việc của cha mình. Chữ cha đây viết thường. Chút xíu nữa tôi sẽ giải thích anh em. Cha đây muốn nói là ai vậy? Chút xíu nữa tôi sẽ giải thích cho anh em. Như vậy anh em, điều thứ nhất chúng ta coi, đó là công việc chúng ta đi theo Chúa những ngày qua chúng ta làm, nó phản ảnh rằng chúng ta là con của ai. Amen. Một là con của con người. Hai là chúng ta là con của ma quỷ. Con của Đức Chúa Trời không thể làm những điều trái phép được. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Con của Đức Chúa Trời không được quyền lấy của người khác làm của mình. Con của Đức Chúa Trời không thể nào nói dối được. Con của Đức Chúa Trời không thể nào sống giả dối được. Con của Đức Chúa Trời không thể nào làm những điều mà Ngài buồn được. Phải không ạ? Không thể được anh em. Câu số 42. Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi nói Đức Chúa Trời là cha của các ngươi, thì các ngươi phải yêu mến Đức Chúa Trời, phải không ạ? Có đúng câu 42 như vậy không? Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu phán rằng, ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu ta. Thế thì tôi muốn hỏi anh em, những ngày qua anh ta có yêu Đức Chúa Trời không? Có không? Có không? Thật sự không? Tôi thấy một người chị em là Thương hay Hương gì đó, nói dạ có, nhưng mà cười tủm tỉm cười, và dường như muốn nói chính mình rằng ông mục sư đang hỏi những câu khiến mình ngượng quá. Anh em làm thế nào để chúng ta biết mình yêu Chúa nào? Kinh Thánh Chúa nói trong Giăng 14, ai nói mình yêu ta, nếu các người nói các người yêu ta, thì hãy giữ điều răn của ta. Chúng ta có điều răn của Chúa không? Chúng ta có sự khuyên dạy của Chúa không? Mà chúng ta vẫn phá lệ. Chúng ta phải phá rào. Chúng ta nói gì? Tôi muốn được tự do theo kiểu của tôi. Tôi không muốn tự do theo kiểu của Chúa. Chúa dừng tin lỗ mũi cho mày hút thuốc để mà cứ làn khói ra đây. Chúa cho môi tôi trái tim, tôi hút thuốc vào tôi trái tim và coi lại xem là cái môi bị sức lúc nào không ai, cho nên ra thành trái tim. Tôi là con của Chúa mà mình ra khỏi trung tâm mình xăm, tiếp tục xăm trổ xăm. Nên mình nói là con của Chúa, mình phải yêu Chúa. Tại sao mình lại phạm tội? Không có vợ chồng nào người chồng nói là anh yêu em mà người chồng tiếp tục làm đau khổ người vợ của mình được à? Cái tiếng nói yêu đó là sự giả tạo, nó không đúng với lời của Đức Chúa Trời. Một người vợ nói em yêu anh, suốt ngày cờ bạc, suốt ngày lô đề,
thì người đó không thể chứng minh rằng mình thật sự yêu chồng của mình. Amen. Và tôi tin rằng trước sự hiện diện của Chúa, trước cái thời điểm năm cũ sắp qua đi, bao nhiêu người thấy rằng chúng ta không yêu Chúa như mình nói đâu. Để biết lời bài hát gì? Có nhiều khi con tự hỏi, lòng có yêu cha nhiều không? Khi con đứng trong nhà của Chúa cất tiếng ca, dâng Giê-xu tất cả. Đôi khi ta hát bằng đầu môi chốt lưỡi này, amen, nhưng lòng của chúng ta vẫn tiếp tục đổi Chúa để lấy tiền bạc, đổi Chúa để lấy sự vui hưởng về một hơi thuốc lào nào đó, hơi thuốc lá nào đó, một cái sự khoái cảm nào đó của nhục dục, ta đổi Chúa, ta lấy. Anh em ơi, tôi và em là nhà ở của Đức Chúa Trời, đúng không? Chúng ta chứa đựng sự diện của Cha trong tấm lòng của mình, đúng không? Ngày hôm nay, xin đừng làm ngày buồn nữa. Ngày cuối năm rồi, nếu ta muốn Chúa thật sự đồng hành với chúng ta vào năm mới với 365 ngày, thì chúng ta phải có một quyết định dứt khoát ngày hôm nay, dũ bỏ tất cả những điều gì mà chúng ta không thành thật với Chúa. Bây giờ chúng ta muốn đi đến câu thứ ba. Còn có nhiều điều nữa, nhưng tôi thấy thì giờ không còn bao lâu nữa rồi. Dân Do Thái thừa nhận Abraham là cha của họ, phải không ạ? Dân Do Thái thừa nhận Đức Chúa Trời là cha, nhưng họ chỉ thừa nhận bằng đầu môi chốt lưỡi, đúng không ạ? Còn cách sống của họ không chứng minh đủ Đức Chúa Trời là cha của họ. Nếu Đức Chúa Trời là cha, thì tại sao họ tìm Chúa Giê-xu để họ giết? Amen. Trong khi đó Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay nếu chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, tại sao chúng ta cứ vác búa đóng đinh ngài hoài vậy? Tại sao chúng ta cứ tiếp tục tra tấn ngài hoài vậy? Ngài không chết lần thứ hai đâu anh em. Ngài chết một lần. Một lần và một lần đủ cả. Amen. Ngài không chết cho ai đó lần thứ hai đâu. Ngài sẽ đến cuộc đời của chúng ta với sự phán xét của Chúa với thật là vua. Amen. Amen. Và tôi lặp lại, dân Do Thái thừa nhận Abraham là cha, và Abraham đã chết, họ cô đơn. Amen. Amen không ạ? Amen không ạ? Thứ hai, họ thừa nhận Đức Chúa Trời là cha chỉ bằng đầu môi chốt lưỡi, nhưng không bằng cách sống của họ. Điều thứ ba, Chúa Giê-xu nói ai là cha của họ. Tôi lặp lại nha. Dân Do Thái thì nói rằng Abraham là cha, Đức Chúa Trời là cha theo môi miệng của họ, phải không ạ? Còn Chúa Giê-xu nói thẳng cho họ biết rằng ai là cha của họ. Chúng ta bắt đầu nhìn vào câu số 41. Các ngươi làm công việc của cha mình. Ở đây chúng muốn nói về ai vậy anh em? Chữ cha đây viết thường có nghĩa là hả? Có nghĩa là nói về ma quỷ. Anh em đau lắm, dân Do Thái đau lắm. Họ nói Abraham là cha, amen. Họ tự hào, họ là dòng dõi của Abraham, họ là dân Israel, họ là tuyển dân. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời nói trắng ra luôn, cha của các ngươi là ma quỷ. Anh em thấy Kinh Thánh nói gì ạ? Câu 44 á, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra. Bản Kinh Thánh của anh em có câu đó không? Bao nhiêu người nói là bản Kinh Thánh của anh em có câu đó nào? Để rồi anh em xác minh rằng tôi không đọc bản Kinh Thánh khác nhé. À, câu 44, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Anh thấy kinh khủng không? Ngày nay có rất nhiều người đi nhà thờ, có những người phục vụ Chúa, có thể trong ban thờ phượng, có thể là trong ban truyền giáo, có thể là nhân sự, có thể ở trong đội ngũ cầu nguyện giải cứu. Có nhiều người đi nhà thờ nhưng vẫn không làm đẹp lòng cha là Đức Chúa Trời, mà làm đẹp lòng cha theo nghĩa tăm tối, đó là làm đẹp lòng ma quỷ. Khi ta đi nhà thờ mà ta chơi lô đề, chúng ta làm đẹp lòng ma quỷ. Khi ta đi nhà thờ mà chúng ta vay tiền nặng lãi của sầu đen, là chúng ta làm đẹp lòng ma quỷ. Khi ta đi nhà thờ trong ban thờ phượng mà ta nói dối, thề dối, đó là chúng ta làm theo ý muốn của ma quỷ, chứ không phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
lời của Chúa Giêsu nói chứ không phải là tôi nói. Anh em, chúng ta có muốn bước vào năm mới này chúng ta thật sự được phước hạnh không? Dù có gian lao, dù có thử thách, nhưng sau đó là phước hạnh không? Dù khó khăn, dù thiếu thốn, nhưng sau đó là tôi nhìn thấy sự chu cấp của Chúa không? Đừng để Chúa nói gì, các cứ đến nhà thờ, nhưng mà các cứ không làm đẹp lòng ta, các cứ làm đẹp lòng bố sĩ thôi. Tôi trân trọng anh em gọi tôi là bằng bố, bằng thầy, nhưng mà tôi vẫn nói với anh một điều rằng chúng ta cùng nhau làm đẹp lòng Cha vinh hiển của mình là Đức Chúa Trời. Đừng làm đẹp lòng tôi, hãy làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là Cha của mỗi một chúng ta. Nhờ Ngài mà chúng ta được phước, nhờ Ngài mà chúng ta được giải cứu, nhờ Ngài mà chúng ta được tha thứ, nhờ Ngài mà chúng ta được cứu chuộc, nhờ Ngài mà chúng ta được bình an, vân vân và vân vân. Hallelujah, hallelujah. Và ta đi tiếp, Chúa Giêsu nói gì? Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người. Chúa muốn nói về câu chuyện nào vậy? Chúa dựng ra Adam và Eva, Chúa bỏ vào, Chúa đem họ vào đặt trong vườn Ê-đen. Không có sự giết chết ở đó, cho tôi nghe chị amen. Amen. Không có chuyện giết người ở trong vườn Ê-đen. Nhưng sau khi con người phạm tội đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, và Adam, Eva bắt đầu co con, anh bắt đầu giết em, phải không ạ? Có phải không ạ? Ngày hôm nay chúng ta thấy điều này nó kinh khiếp, nó xảy ra trong gia đình cơ đốc. Con có thể giết cha mẹ bằng những lời nói của mình, chứ không cần phải cần hung khí đâu. Bằng những lời nói rủa xả cha mẹ, bằng những lời mắng chửi cha mẹ. Anh chị em có thể đâm chém nặng nhau không bằng hung khí đâu, bằng những lời nói rất là bén hơi gươm ở trên môi lưỡi của chính mình. Chúng ta nói xấu lẫn nhau, chúng ta chắc chém lẫn nhau, chúng ta cay đắng lẫn nhau, chúng ta phun ra những cái lời nói đầy dẫy những chất độc giết người ở thời đó. Anh em hãy bước vào năm mới này, dũ bỏ những điều tôi vừa nói ra đằng sau lưng của chúng ta. Đừng đi vào năm mới mà chúng ta mang mùi hôi thối đi. Amen. Hallelujah. Hãy đi vào năm mới với những sự mặc khải mới qua lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy Kinh Thánh Chúa nói gì? Chẳng bền giữ được lẽ thật vì không có lẽ thật trong nó đâu. Anh em, một con người nghe lời Chúa, nghe lỗ tai này, bay qua lỗ tai này, một người nghe lời Chúa, amen, sau đó xong rồi đi xuống vẫn làm thể riêng của một người, chính mình. Một người mời được mời cầu nguyện, họ cầu nguyện rất cảm động, nhưng sau đó họ đi xuống, họ vẫn sống theo ý của mình, thì hãy nhớ rằng người đó có ADN của ma quỷ trong đời sống thuộc linh của chính mình. Đó là người đó không bền giữ được lẽ thật, người đó không kiên định trước lời của Đức Chúa Trời, người đó dễ thay đổi. Amen. Sáng thì như thế này, trưa thì như thế khác, chiều là tồi tệ hơn, và khuya thì cực kỳ nguy hiểm. Không bền giữ được lẽ thật vì không có lẽ thật. Lẽ thật là gì anh em? Lẽ thật là không phải lẽ dối. Amen. Lẽ thật là không phải lẽ giả, phải không ạ? Tôi hỏi thật nha, chúng ta lấy một tay đặt lên lòng của mình. Tôi muốn nhìn tất cả bàn tay được đặt lên lòng của mình. Và một câu hỏi điều này, chúng ta tự hỏi mình nha. Trong chúng ta còn có sự giả dối nào không? Trong chúng ta còn có sự giả dối nào không? Tôi càng đi với Chúa, Chúa đòi hỏi tôi, con phải thật với ta nha sĩ. Con phải chân thật với ta nha sĩ. Mà chân thật với Chúa, tôi phải được bày tỏ qua nếp sống của tôi ở trong mục vụ này, trong hội thánh Chúa tại đây. Amen. Amen. Đối với nhà của tôi phải thật. Đối với hội thánh Chúa, tôi phải thật. Tôi không thể nào đứng đây tôi giảng một kiểu và tôi xuống tôi sống một kiểu khác. Tôi không thể đứng ở hướng dẫn anh em thờ phượng mà xong tôi xuống tôi sống một kiểu khác. Không thể được. Vì nếu là vậy, Chúa Giêsu nói là không có lẽ thật trong nó đâu. Và Chúa nói tiếp, khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói láo. Chúng ta tiếp tục đặt một tay lên lòng của mình và bắt đầu tự hỏi rằng những ngày qua, một năm cũ 2023, chúng ta còn có sự nói dối không?
chúng ta còn nói dối, vợ chồng còn nói dối với nhau không? Con còn nói dối với nhau không? Thầy trò còn nói dối với nhau không? Mẹ con còn nói dối với nhau không? Hay là chúng ta vẫn nói dối như đúng rồi? Chúng ta nói dối mà chúng ta không biết chị miệng. Lời của Chúa nói là khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng của mình. Đức Chúa Trời trong Ngài không có sự dối trá. Cho tôi nghe chị amen. Sự dối trá chỉ có trong Satan và ma quỷ cùng bè lũ tà linh của nó mà thôi. Trên Chúa Giêsu dạy gì? Có thì nó có, không thì nó không. Còn mọi lời thêm bớt từ quỷ Satan mà ra. Như vậy anh em yêu dấu của tôi, sáng nay chúng ta tạm dừng lại ở điều này. Những ngày đến chúng ta sẽ học tiếp tục điều này, để chúng ta sẽ kinh nghiệm được một năm mới ở đất như ở trời. Nhưng sáng nay chúng ta dừng lại ở cái chỗ đó là lạy Cha chúng con ở trên trời. Đừng giống như người Do Thái, amen, là tuyển dân của Ngài mà không hề hay biết Đức Chúa Trời là Cha. Đừng đi nhà thờ mà không biết Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, amen không ạ? Hãy bước vào mối thân công này vì Cha là Đức Chúa Trời của chúng ta rất đặc biệt anh em. Tôi muốn đọc những câu kinh thánh này để anh em nhìn thấy sứ đồ Phaolô là một con người từng trải lẽ thật mầu nhiệm khi ông biết Đức Chúa Trời là Cha. Bởi anh chị em đã không nhận lấy tâm linh của kẻ làm nô lệ để phải sợ hãi nữa, nhưng anh chị em đã nhận lấy tâm linh của người làm con, để nhờ đó chúng ta có thể thưa một cách giản dị: Abba là Cha. Amen. Sáng nay hãy giản dị gọi Đức Chúa Trời là Ngài là Cha của con. Amen. Amen. Con là con gái của Ngài, con là con trai của Ngài. Amen. Hallelujah. Khi tôi dẫn con gái tôi còn nhỏ, tôi nói gì? Chúa, về phương diện con người, con là cha của con gái con, nhưng về thuộc linh thì con cũng là con của cha, và con gái của con cũng là con của cha. Và bây giờ hai cha con của con cùng đến với cha và xin cha mở đường tiếp trợ để con gái của con có tiền mua xe đạp điện, con gái của con là con của cha có tiền để mua laptop để học. Và Đức Chúa Trời đã chu cấp cho con gái của tôi trong tất cả mọi điều mà Phước Nguyên có, là đến từ cha của Phước Nguyên là Đức Chúa Trời. Bé Liên có một người cha thiên thượng là Đức Chúa Trời. Bé Hạnh, chị Đê, Vi, hai cháu Tuyền, Thủy, tất cả mọi một chúng ta, em, my love, có một người cha tối cao. Amen. Câu thánh thứ hai, tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Christ, chúng ta là cha vinh hiển, anh em thấy không? Chúng ta có một người cha vinh hiển sẵn sàng ban cho chúng ta linh của sự khôn ngoan và linh của sự tỏ ra. Amen. Amen. Để chúng ta biết Chúa nhiều lắm. Như câu chuyện tôi nói em, tối qua phòng của tôi dày đặc mùi thơm, không phải bỗng nhiên mà Chúa cho tôi đâu, vì tôi đã đến với Ngài nói cha rằng: Cha ơi, xin ban cho con linh của sự tỏ ra về sự hiện diện của Ngài. Chúng ta không thấy Ngài ở đây hôm nay, nhưng Ngài đang ở đây. Như vậy anh em, tôi kêu gọi anh em giờ này hãy đồng đứng lên. Hãy bắt đầu thiết lập mối quan hệ với Đức Chúa Trời là Cha. Ngài không phải là Chúa Trời của sự thánh khiết mà thôi. Ngài không phải chỉ là một Chúa Trời của sự trọn vẹn hoàn hảo nhưng từ thương xót mà thôi, nhưng Ngài cũng là một người cha rất kỳ diệu, rất lạ lùng cho chúng ta. Hãy bắt đầu học tương giao với Ngài trong sự cầu nguyện ngay giờ này và thưa Đức Chúa Trời rằng: Con rất là vui vì được biết Ngài là cha của con. Hãy tha hồ mà đến nói với Chúa về những nhu cầu. Hãy đến và tâm sự với cha. Bởi vì là Ngài là một người cha đầy sự cảm biết, đầy sự thông cảm, đầy những điều tốt lành cho đời sống của tôi và anh em. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng.
Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.